Thằng nào mới lắc cái thằng gào à. Thằng nào mới lắc cái thằng gào đó đó. Trời ơi. Trời ơi. Y gan con su, su nãy cũng lắc sùm. Nó 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 nó. Sao vậy? Không chạy lên thằng gào lắc hả? Kìa nó giục rồi, gà nó giục rồi. À. Nắng. Chê. Chê. Chê 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 chê. Trời nắng. Kéo xu ra kìa luôn. Lui xe lại, lui xe lại rồi. Đúng rồi. Mẹ hái gì vậy? Trời ơi, bữa nay chạy xe đạp. Quay xu nè, bữa nay chạy xe đạp đứng ở dưới luôn. Cái gì vậy? Để xu. Cái gì? Nói vậy, nói vậy, nói lại ai? Lá gì? Lá gì? Lá gì? Nó biết vậy là nó cự cái nó cố tỉnh nấu bài à. Làm sao? Cái tàu là gì? Cái cần câu bà heo. Cái cần câu bà heo. Là cái gì? Không hiểu. Cái câu bà heo. Là cái gì? Cái câu bà heo. Là gì? Cái câu bà heo. Là gì? Cái câu bà heo. Là gì? Là gì? Rồi con phóng lên xe đạp đi. Ừ, dữ dằn không? Chuyên nghiệp chứ không? Đó, phóng lên nè. Phóng rồi sao? Phóng rồi sao chứ? Rồi phóng lên. Dằn không? Dằn không? Nè. Nè. Quay lại, quay lại. Quay lại. Quay lại. Nó hả? Dữ dằn luôn, nhấp nhấp không cần đạp qua vòng cũng chạy tuốt. Hên 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 hên. Rồi chạy đi. Chạy đi. Đôi dép đằng trước. Chạy xe không cần mang dép luôn. Đôi xe không cần mang dép luôn. Đôi xe không cần mang dép luôn. Hai chiếc này chạy được không? Hôm trước còn chạy được nè. Chiếc đó lùng hơn.
I do. Ê, 57. Dạ bạn. Đúng rồi, không có nói bậy nữa nha. Ồ, đúng rồi. Không có nói bậy nha. Ê, không có nói bậy ạ. Dép của con đó. Chừng chó nó tha đó. Ừ, giữ cho dép cho con ha. Rồi chạy đi. Rồi sao quay đầu đây? Quay đầu lại. Hay quá ta. Bye bye, Su Su. Bye bye, cô ba về nha. Bà nội ra đánh đòn. Ba ra đánh đòn nữa kìa. Ba ra kìa Su ơi. Kìa ba teo kìa. Lấy cái gòi mày kìa. Bước vô nhanh lên. Su à. Kìa chú Tư Lùng kêu kìa. Chạy vô coi chú Tư Lùng kêu gì kìa. Đi thôi con về nha. Dép bằng vô. Dép nè con, dép đây nè. Ba ơi, dép đó hả? Rồi đi theo chú Tư kìa. Rồi đi đây. Bye bye, see you again.